Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục quân sự quốc phòng địa phương. Trong chương trình kỳ này, sau phần tin, mời quý vị theo dõi phóng sự Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Dự hội nghị có Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Hoa Lư và các cơ quan liên quan. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ năm 2022, đồng chí Thượng tá Bùi Minh Tân, trưởng Ban Quân lực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư. Thay Trung tá Nguyễn Công Chiến được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình. Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trung tá Nguyễn Công Chiến, đặc biệt là những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư trong thời gian tới tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị cũng như với cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Các đồng chí trên cương vị mới phải nỗ lực phấn đấu, tích cực học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu các văn bản chỉ thị của Trung ương, cấp ủy các cấp, qua đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trên cơ sở đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân của địa phương ngày càng vững mạnh. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3 vừa tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự thành phố Tam Điệp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Sau khi làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Điệp và nắm tình hình thực tế, đoàn giám sát đánh giá Đảng ủy quân sự và cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, đoàn cũng chỉ ra những điểm tồn tại hạn chế, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và cấp ủy chỉ huy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cần bám sát vào nhiệm vụ, chức năng của đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt công tác, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 32 vừa tổ chức lớp học các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho cán bộ chỉ huy các cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các học viên được học tập nghiên cứu các nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường năm 2020, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, luật thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị định số 81 ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Thông qua lớp học nhằm giúp cho cán bộ đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nâng cao hiểu biết về pháp luật, có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, đồng thời góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Vừa qua, tại phố Hợp Thiện, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lan, nhân viên phòng hậu cần kỹ thuật trường cao đẳng hậu cần 2. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lan đã có gần 30 năm công tác, trên 50 tuổi đời, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, hiện đang sống một mình. Ngôi nhà đồng đội được xây dựng trên diện tích 50m², quy mô nhà cấp 4 với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Trong đó, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Quá trình xây dựng, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm. Tại lễ bàn giao nhà, đại diện các cơ quan đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương đã tặng quà chia vui cùng gia đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp đồng chí Nguyễn Thị Lan ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành phố Tam Điệp vừa tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 cho gần 300 cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động của các xã phường trên địa bàn.
Tham gia hội thao, các đồng chí dân quân cơ động thi đấu các nội dung điều lệnh đội ngũ, đồng diễn, võ, thể dục tay không, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ, ném lựu đạn xa trúng hướng, bắn súng tiểu liên AK bài 1, thi chiến thuật trung đội dân quân cơ động xử trí tình huống đối tượng gây rối, bạo loạn. Quá trình thi đấu, các vận động viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, kỹ chiến thuật trong chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, thi đấu hết mình, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá thực chất công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, rèn luyện thể lực, khả năng xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu thực tiễn. Đồng thời qua hội thao nhằm lựa chọn đội tuyển để tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động do tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Gia Viễn vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 là các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn, hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, giáo viên các trường trung học, cán bộ các ban ngành của huyện. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 9 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nội dung cơ bản của các luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trước sự phát triển và yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác huấn luyện, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280 của Đảng ủy Quân khu 3 và Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo đã tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh. Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy ban hành các cái chỉ thị hàng năm, rồi Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, động viên anh em đi huấn luyện để bảo đảm theo quân số cũng nâng cao chất lượng trong từng ngày, từng giờ huấn luyện. Trong công tác huấn luyện, chỉ huy các đơn vị luôn quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nhận thức và xác định rõ đối tượng tác chiến để lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời quán triệt và thực hiện tốt chủ trương một tập trung, ba khâu đột phá. Lấy phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và diễn tập chỉ huy cơ quan các cấp trên bản đồ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh. Để nâng cao chất lượng huấn luyện thì chúng tôi thường đưa ra những nội dung giải pháp, đặc biệt là các sáng kiến trong huấn luyện. Thì chúng tôi đã đưa các cái tổ giáo viên giúp đỡ các đơn vị xã phường, các đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện bảo đảm theo đúng cái quy định. Nổi bật là công tác quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, đơn vị và địa bàn. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện các cấp, đủ khả năng làm tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo, quản lý điều hành và huấn luyện cho các đối tượng. Là thường xuyên quán triệt các kế hoạch của cấp trên và kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy chỉ huy trong công tác huấn luyện, cụ thể là tổ chức huấn luyện các nội dung cho đối tượng của cơ quan theo đúng chương trình, nội dung. Trong những năm qua, các đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng để tu sửa, làm mới thao trường, bãi tập, mô hình sáng kiến phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập được ứng dụng có hiệu quả, như đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng xây dựng thao trường ảo phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Được đánh giá cao, các lực lượng tham gia huấn luyện nắm chắc thành thạo chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh.
qua các buổi huấn luyện thì chúng tôi nhận thấy được rất là thiết thực, nó sát vào thực tế và cũng đã tạo cái không khí cũng như là cái kinh nghiệm để chúng tôi cũng lĩnh hội được nhiều cái kiến thức trên thực tế để sau này đến khi mà có xảy ra tình huống chiến tranh thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng được cái nhu cầu của địa phương giao cho. Lực lượng tự vệ thì vừa đảm bảo cái công tác an ninh và đảm bảo cái công tác sản xuất trong quá trình huấn luyện, thì nói chung là anh em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, và khi kiểm tra về chính trị cũng như quân sự thì là anh em đã đạt được cái kết quả rất cao. Thường xuyên là duy trì tốt cái đảm bảo cái trật tự an ninh quốc phòng, an ninh của địa phương. Cùng với tổ chức huấn luyện đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc trên thao trường, Đảng ủy quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh. Giới thiệu cho học viên nắm được cái âm mưu, thủ đoạn của các cái thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và cái đường lối quan điểm của Đảng ta trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình như thế nào. Đồng thời cũng giáo dục cho học viên tin tưởng vào cái đường lối cách mạng của Đảng là đi theo chủ nghĩa xã hội và con đường của Bác đã lựa chọn. Các thế lực thù địch với thủ đoạn hết sức tinh vi, vô cùng xảo quyệt, trọng tâm chống phá là về chính trị, tư tưởng, nhằm phi chính trị hóa quân đội, làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. Vì vậy, bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ là yếu tố cơ bản, then chốt, tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội và từng đơn vị, đồng thời xây dựng tốt lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng với niềm tin tưởng vào con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Các thế lực thù địch đang thực hiện cái âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chúng thực hiện phi chính trị hóa quân đội. Chúng tôi xác định rằng là giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ trong quân đội và toàn bộ người học viên ở đây thì là cái quan trọng đầu tiên. Vì đó thì để hiểu rõ được âm mưu, bản chất, thủ đoạn của kẻ thù. Quân đội phải biết bản giai cấp của mình là giai cấp nào, mục tiêu bảo vệ. Đặc biệt thì chúng tôi đã xác định cho các cán bộ và quân nhân chuyên nghiệp nắm được là mục tiêu bảo vệ đối với quân đội là công cụ sắc bén nhất của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Trung đoàn 855 đã giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng kế hoạch cho hàng nghìn học viên, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của tỉnh nhằm bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương, cơ sở. Những hội thi về giảng dạy chính trị, về pháp luật dân quân tự vệ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cũng đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của địch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Với bà Nguyễn Hằng Thủy, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, đã luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương. Thông qua việc tham gia các cuộc thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức, thì tôi có dịp được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức về quốc phòng an ninh. Từ đó có phương pháp lãnh đạo phù hợp và đề ra được những chủ trương, giải pháp trong tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong xây dựng cơ quan và đơn vị vững mạnh. Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì giúp cho việc xây dựng cái lực lượng dân quân dự bị động viên ở địa phương tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới cao hơn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn. Hành động quyết liệt của tất cả cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục quân sự quốc phòng địa phương kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn.